Cách để trồng cây dành dành. Dành dành còn có tên gọi khác là chi tử, là một trong những loài hoa thơm nhất có thể được trồng ở nhà, nhưng nó cũng đặt ra một số thách thức cho người trồng. Dành dành cần một độ axit nhất định trong đất, nhiều nước và ánh sáng, nhiệt độ mát và độ ẩm cao. Dành dành cũng dễ bị nhiễm sâu bọ. Tuy nhiên, nếu như vượt qua được những thách thức đó, bạn sẽ được đền đáp bằng những bông hoa tươi tắn, thơm ngát, nở trong mùa xuân đến suốt mùa hè. Trồng dành dành ngoài trời. 1. Tìm một khu vực đầy ánh sáng mặt trời, cho đến nơi có ánh sáng nhẹ. Không như hầu hết những loại cây khác, dành dành mỏng manh và kén chọn môi trường sống. Dành dành phát triển tốt ở nơi có ánh sáng mạnh, độ ẩm cao và thậm chí là nơi có nguồn nước và chất dinh dưỡng. Tuy có thể sống trong nhà, nhưng không khí khô, nóng và những ngày mùa đông u ám có thể khiến cho cây lụi dần. Thời gian lý tưởng để trồng dành dành là vào suốt mùa xuân và mùa thu, trong khi mặt trời chiếu rực rỡ nhưng không quá nóng. Cây sẽ không trụ nổi nếu như nhiệt độ ban ngày cao hơn 21 độ C và ban đêm vượt quá 18,5 độ C hoặc thấp hơn 15,5 độ C. Lưu ý rằng cây dành dành không thể sống được ở bên ngoài trời khi mùa đông đến, khi đó bạn nên mang chúng vào nhà. 2. Kiểm tra độ pH trong đất để biết dành dành có thể thực sự phát triển tốt khi trồng ở đó hay không. pH là thang độ đo axit trong đất và rễ cây dành dành sẽ không chịu được nồng độ axit quá cao. Độ axit được đo với mức thang từ 0 đến 14, trong đó 0 là độ axit cao nhất và 14 là độ cơ bản nhất. Dành dành ưa đất axit, vì vậy độ pH từ 5 hoặc 6 là thích hợp vì đó là một độ axit vừa phải. Nếu cần, bạn có thể bón thêm sulfu, một chất màu trắng bán ở hầu hết những nhà vườn để giảm bớt pH xuống trong trường hợp pH cao hơn 6. Bản chất của đất phải giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Dành dành đòi hỏi có nhiều dinh dưỡng nhưng bộ rễ của nó có thể chết nếu như bị úng nước. 3. Đào một hốc cây sao cho vừa với bầu rễ của cây. Chú ý sao cho hốc đất rộng hơn từ 2 đến 3 lần vì bạn sẽ đắp đất vào sau khi đã đặt bộ rễ xuống. Bầu rễ là toàn bộ rễ của cây và đất bao gồm xung quanh rễ. Đất trồng cằn cỗi, bạn bón một ít phân trộn vào hốc đất trước khi đặt bộ rễ xuống. Phân trộn là một loại phân bón hữu cơ giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. Cẩn thận chọn địa điểm trồng của những bụi cây. Nếu như trồng cây gần nhà, bạn có thể thưởng thức hương thơm của một bông hoa khi ngồi ở bàn làm việc hoặc từ ô cửa nhìn ra. Nhưng trồng quá sát nhà có nghĩa là độ pH trong đất có thể sẽ quá cao, không thích hợp cho cây phát triển tốt. Bạn cũng nên nhớ là dành dành cần có nhiều ánh sáng, nhưng lại không chịu được nóng. Có lẽ bạn nên trồng cây ở dưới cửa sổ phòng ngủ hơn là cửa sổ của nhà bếp. Đặt bầu rễ vào hốc đất, đắp đất lên đến nửa hốc và tưới nước. Làm như vậy thì đất chặt xuống và loại hết túi khí. Bạn cần đặt rễ cây khít vào trong đất để có thể hấp thụ được nhiều nước và chất dinh dưỡng. Nếu định trồng nhiều cây dành dành, bạn nên chú ý đặt bầu rễ của mỗi cây cách nhau từ 0,9m đến 1,5m. Cây dành dành có thể phát triển từ 0,6m đến 2,4m, cả chiều cao và chiều rộng. Trồng quá dày có thể dẫn đến tình trạng chen chúc hoặc có những bộ rễ cạnh tranh với nhau để hút nước và chất dinh dưỡng. 5. Đắp chỗ đất còn lại khi nước đã ráo. Nhẹ nhàng đắp đất quanh bầu rễ sao cho đất còn hơi xốp, tưới nước cẩn thận. Chăm sóc dành dành ngoài trời. 1. Tưới cho cây 2,5cm nước mỗi tuần. Thông thường, cây dành dành cần một lượng mưa khoảng 2,5cm để phát triển tốt. Vì vậy, bạn hãy dựa vào tiêu chuẩn đó mỗi khi tưới. Thường xuyên theo dõi độ ẩm trong đất và tưới đủ lượng nước khi đất khô. Chú ý tránh tưới quá nhiều vì nếu như đất quá ướt thì bộ rễ sẽ bị thiếu không khí. 2. Đắp một lớp mùn hữu cơ dày khoảng từ 5 đến 10cm quanh gốc cây. Mùn được tạo thành từ những chất hữu cơ mục rửa như lá cây, vỏ cây hoặc phân trộn có bán ở hầu hết những nhà cung cấp vườn cảnh. Chất mùn không những giúp cho đất màu mỡ mà còn giữ được độ ẩm, hạn chế cỏ dại mọc và duy trì nhiệt độ ổn định cho đất. Để có một kết quả tốt nhất, bạn hãy chọn đất mùn từ dăm bào, mạt cưa và gõ cây ghiền. Đắp chất mùn là cực kỳ quan trọng vì rễ của cây dành dành mọc không sâu nên sẽ dễ bị cỏ dại tấn công. 3. Cứ 3 đến 4 tuần, bạn nên bón phân axit cho cây. Việc bón phân đều đặn sẽ kích thích cho hoa nở tốt. Chú ý bón phân axit cho cây. Loại phân bón đặc biệt này có công thức phù hợp với loại cây ưa axit. Phân bón thông thường có thể không đủ để nuôi dưỡng cây dành dành. Cẩn thận đừng bón quá nhiều vì có thể sẽ gây tổn hại cho cây do tích tụ muối. 4. Dùng bình xịt phun sương cho cây mỗi ngày. Sau các bước cung cấp đủ ánh sáng, đất và nước thì bạn cần đáp ứng nhu cầu về độ ẩm cho cây. Phun sương sẽ tăng độ ẩm quanh cây nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, do đó bạn cần thực hiện việc này mỗi ngày để đảm bảo cho cây sống lâu hơn. Ngoài việc phun sương, bạn có thể trồng cây dành dành thành cụm nhưng không dày quá. Việc này sẽ tạo nên một môi trường ẩm ướt. Để tăng thêm độ ẩm, bạn có thể đặt một đĩa nước ở gần bụi cây. Khi bay hơi, độ ẩm sẽ bao bọc xung quanh những cây dành dành. 5. Cắt tỉa vào mùa xuân để tạo dáng.
nhặt bỏ những hoa héo để kích thích hoa tiếp tục nở. Việc cắt tỉa những cây non và kém phát triển sẽ tạo điều kiện cho cây ra hoa. Cây non có sức bật cao và những nhánh cây đã mất sẽ dễ dàng hồi phục vì chúng chưa phát triển mạnh. Tỉa bỏ những cành cây mục xô lệch và hoa đã tàn. Dành dành là một loài hoa bụi thân gỗ, vì vậy cắt bỏ những cây gỗ già sẽ kích thích cho cành mới mọc ra. Cắt tỉa những nhánh cây thấp nhất có nguy cơ chạm xuống đất vốn có thể khiến cho cây bị nhiễm bệnh. Không cắt bỏ hết lá, cần phải để lại một số lá để cây có thể tiếp tục cung cấp thức ăn cho bộ rễ. 6. Theo dõi cây để phát hiện ruồi trắng và rệt sáp. Các loài sâu bọ này rất thích cây dành dành và có thể làm cho cây yếu ớt hoặc chết. Rệt sáp là một loại sâu bọ gây hại có đốt, màu xám. Chúng ăn phần sáp của cây dành dành và để lại một lớp sáp trên cây, khiến cho những cành con bị chết. Cây trở nên cằn cỗi và rụng lá. Ruồi trắng là một loại côn trùng nhỏ li ti có màu trắng giống như những con muỗi mắt. Chúng sẽ tiết ra dịch ngọt và nấm bồ hóng sẽ phát triển trên đó. Loại nấm này sẽ làm vàng lá và rụng lá. 7. Quét lên cây một lớp xà phòng diệt trùng hoặc làm vườn nếu như cây bị nhiễm bệnh. Những dung dịch này sẽ tiêu diệt cả ruồi trắng và rệt sáp có bán ở hầu hết những cửa hàng làm vườn. Nếu như cây bị nhiễm rệt sáp nặng, bạn hãy phủ toàn bộ cây với xà phòng diệt trùng hoặc dầu làm vườn. 2 ngày sau khi quét xà phòng diệt trùng lần đầu, bạn hãy cẩn thận phủ lên đất một loại nấm có ích gọi là Bilveria basiana để tiêu diệt toàn bộ rệt sáp ăn rễ. Nấm Bilveria basiana cũng có bán tại những cửa hàng làm vườn. 8. Che đậy cây bằng chăn hoặc hộp cát tông vào những đợt rét mùa đông. Cây dành dành rất nhạy cảm với nhiệt độ lạnh, do đó chúng cần được bao bọc và bảo vệ khỏi những ngọn gió của mùa đông lạnh buốt. Chú ý dùng hộp cát tông đủ rộng để có thể che đậy được cả bụi cây mà không bẻ cong cành. Bạn có thể dùng chăn cũ, rơm rạ hoặc túi xốp hơi để có thể bảo bọc thêm bên dưới. Dù bạn nỗ lực đến mấy, ngọn của những cây vẫn có thể sẽ chết và chuyển màu đen vì sương giá hoặc vì lạnh. Khi đó, bạn hãy dùng kéo tỉa cây sắt để cắt tỉa những cành cây dưới phần bị hỏng vài cm. Còn một cách khác, bạn có thể san cây qua chậu và đem vào trong nhà trong mùa đông. Mặc dù cây có thể phải đối mặt với những nguy cơ nhiễm sâu bệnh cao hơn, nhưng bạn có thể thực hiện những bước này sau đây để chăm sóc cho cây dành dành khi ở trong nhà. Chăm sóc dành dành trong nhà. 1. Đặt cây ở nơi có thể tiếp nhận được ánh sáng trực tiếp từ mặt trời trong nửa ngày. Bạn có thể đặt gần cửa sổ hướng nam. Đem cây dành dành vào nhà trong mùa đông khi ánh sáng mặt trời hiếm hoi là một việc đầy thách thức. Bạn có thể lựa chọn bổ sung ánh sáng cho cây bằng những loại đèn chuyên dùng cho cây. Cây dành dành cũng cần nhiệt độ trong phòng ban ngày là 13 độ C và ban đêm là 18 độ C. Bạn hãy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho thích hợp và theo dõi sự phát triển của cây. Tránh luồng gió lạnh thổi vào cây và không bao giờ đặt cây dành dành ở nơi hứng luồng khí nóng tỏa ra từ lò sưởi. Không khí khô từ lò sưởi có thể khiến cho cây dành dành của bạn rụng ra từng mảnh và theo nghĩa đen. 2. Tưới cho cây mỗi tuần một lần, bón phân vào đầu mùa xuân và một lần nữa vào mùa hè, nhớ dùng axit để cây có thể phát triển tốt. Bạn cũng cần tưới cho cây, nếu sờ vào mặt đất thấy khô, bạn hãy tưới cho đến khi đất đủ độ ẩm. Thường xuyên kiểm tra độ pH trong đất để đảm bảo độ pH phải từ 5 đến 6. Dùng loại phân bón đặc biệt cho cây ưa axit đang ra hoa, loại phân bón cho cây họ Đỗ Quyên sẽ có tác dụng tốt. 3. Dùng máy tạo độ ẩm để tăng độ ẩm trong phòng. Điều này đặc biệt cần thiết trong mùa đông. Như đã nói ở trên, bạn có thể đặt các cây dành dành thành cụm và đặt một đĩa nước ở giữa để có thể tăng độ ẩm. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi phun sương cho cây, vì việc phun nước trực tiếp lên cây cùng lúc với việc dùng máy tạo ẩm có thể sẽ khiến cho nấm mọc trên cây. Bạn cũng có thể đặt bộ rễ cho cây trực tiếp lên một khay sỏi và nước. Đầu tiên, rải qua một lớp sỏi vào khay và đổ nước xâm sát mặt sỏi. Lớp sỏi sẽ giữ cho rễ cây nằm trên mặt nước và không bị ngập trong nước. Nước sẽ làm tăng độ ẩm xung quanh khi cây bay hơi lên. 4. Tỉa cây vào mùa xuân để giữ cho cây có kích thước như ý. Việc này cũng kích thích cho cây nở hoa tươi tốt. Tốt nhất là tỉa cây khi hoa vừa rụng, cắt bỏ những cành chết cho đến khi đạt được kích cỡ như mong muốn. 5. Thường xuyên kiểm tra tình trạng sâu bọ. Khi đem cây vào nhà, cây dành dành sẽ thu hút nhiều loại sâu bọ khác ngoài ruồi trắng và rệp sáp. Một loại sâu bọ cần lưu ý chính là rệp aphis, một loại côn trùng nhỏ có hình quả lê, chân dài và râu dài. Loại rệp này có thể xử lý bằng dung dịch pha một phần xà phòng nước với một phần nước, xịt lên cả hai mặt trên và dưới của lá. Phương pháp này có hiệu quả diệt trừ cả rệp sáp. Nhành đỏ rất nhỏ và khó nhìn được bằng mắt thường, nên để kiểm tra được nhành đỏ, bạn cần lắc nhẹ cây và hướng phía dưới bằng một mảnh giấy trắng. Nếu như bạn để ý thì sẽ có những chấm màu đỏ, vàng, nâu hoặc xanh thì có lẽ là cây đã bị nhiễm nhành đỏ.
Xử lý loại côn trùng gây hại này bằng dầu nêm, một loại dầu thực vật được làm từ cây nêm có bán tại hầu hết những cửa hàng thực phẩm. Dầu nêm cũng có thể xử lý được sự lây lan của các loài sâu bọ được đề cập ở trên. Nếu đã sử dụng các cách ở trên nhưng vẫn thấy cây bị vàng, thì có thể là cây đã bị nhiễm tuyến trùng hại rễ. Tuyến trùng hại rễ là một loài dung ký sinh nhỏ tấn công vào rễ cây. Không may là chưa có một cách điều trị cho bệnh này. Lời khuyên, khi chọn địa điểm để trồng cây dành dành, bạn nên nhớ rằng một số loài cây có thể phát triển lên đến 2,4 mét cả chiều cao và chiều rộng. Cảnh báo, dành dành có thể không sống được khi ở ngoài phân vùng khí hậu 9 hoặc 10, theo cách phân vùng canh tác của USDA.